Ê, Rồi, làm mướn. biết nào giờ giàu mời thầy đi khách sạn 5 sao Phú Quốc. Bao thầy từ A tới Á luôn. Thôi mày dùng tào lao. Thầy, bữa trước nói bữa sau mà dùng phủ sóng. Nói Bao tào lao. thầy từ A tới Á, từ A tới Z luôn. À, đầu thấy mình thấy thấy ngồi dòng phủ sóng. Bao thầy ăn chơi tạc ga luôn. Ngủ khách sạn 5 sao. Tối muốn muốn một em nhân viên đến cho thầy, nó thầy mỏi chỗ nào bóp chỗ đó. Thầy không biết chuyện gì, thầy không biết, nhưng mà giờ chứng minh là có đây. Giờ này vợ chồng này cũng là mày ngon bố, mày dẫn tao đi tỉnh nào chơi vài chục triệu cho thử á. Thằng nhỏ đưa thầy qua Osaka, Nhật Bản Mới kìa, cho mày mày đeo biết. cái chiếc lắc. Ê, bán chiếc lắc đi, đi chơi bữa ơi. Không cho nói nữa. Thầy nói chiếc lá của anh Gia Bân Nguyễn là vàng gì thầy? Còn này mày bán cái máy vi tính đó đi, 10 triệu dẫn tay chơi anh Máy này cũng mua trăm thầy. triệu mà. Cái này Nói nổi đổ thì được nữa. rồi. Không, thấy ông Thầy ta nói nói thì được. nó xạo kêu. Máy này Thầy, mua đổi trăm thầy được triệu. thầy. Lấy vàng đổi máy máy này đổi không thầy? Theo thầy đổi được không? Lấy vàng của anh Gia Bân Nguyễn đổi cái máy này được không? Thôi tao không không tin tụi bay nổi. Nổ không? Tao nổ thì đành, tụi bay còn lựu đạn hơn nữa. Nổ hơn. Nhạc về góc trận bom. Mà hên địa địa đạo Củ Chi là một xứ đạn. Khi tao có áp trầm bơm nè, ngay chiều chiều không Xuống bấm trận bom. qua là áp trầm bơm, ngay chiều ngay chỗ đối diện với cái chợ, chợ chiều á là áp trầm bơm, còn đây là áp lắm cát nên được áp trầm bơm. Tao Xuống nói trận mày bom hỏi 10 khó là Gia Băng Nguyễn ai không biết. phụ đạn không đấy đó. Ô thầy, mà nhiều người thắc mắc là thầy là tiền điện là thầy không bó cho thầy đóng, mà lúc nào thầy cũng nói là thầy có tiền tỷ 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 ghê thầy. Nhiều người thắc mắc. Phải coi lại phải coi lại những gì thầy nói có Vậy là thầy cũng nổ luôn thầy. không biết. Tiền điện không có tiền đóng mà ngủ một đêm 33 triệu, cô chú anh chị xem có tin nổi không. Thì vậy người ta mới giàu được, không thấy mấy nhà tỷ phú mượn cái khó khăn, lúc này khó khăn khổ lắm, nhưng mà dư mấy trăm ngàn mấy vạn tỷ vẫn nói khổ. Ai mượn không cho, không tin mày ông phòng hành dược phượng đi, tao nói hàng công ty và hàng ai khổ dai nó ngàn tỷ hay trăm tỷ rồi nó cho nó dẫn đi, lúc này ăn làm ăn bết ba lắm, như bạn khâu khá mấy quên ngày mấy tỷ mấy triệu mấy trăm tỷ phải không. Giờ mày hỏi tao có tiền không, không lẽ tao nói có tiền phải không, mày nói càng giàu nó càng không tiền, còn dân nghèo hỏi có tiền cái đóng mày khỏi lo mày ơi. Dân Mày nghèo ăn không tao bao mày luôn, ngon không ngon. nghèo thì nổ mà giàu thì than à thầy. Mày không tin, mày điều tra dân số trên thế giới này coi, tao nói những người nghèo đa số là nổ, và tao nói mày đừng buồn nha, đa số nó nghèo nó hay đeo vàng. Đeo bông, đeo lắc, đeo cổ. Anh cho Bân Nguyễn anh ở phòng trọ mà anh đeo vàng lâm. Chết mày chưa, lộ ra rồi, em chỉ nói xấu rồi. Nghèo mới đeo vàng, thầy nói nghèo mới đeo vàng mà. Giờ cái thằng giàu mày mày nha, tao sống với Hàn Quốc 2-3 năm chưa bao giờ thấy một phụ nữ hay là một nhà giàu nào mà có lầu từ 3 tầng đến 5 tầng mà đã thấy nó đeo đồ bông hay đeo cái lắc hay đeo chiếc nhẫn luôn. Có chồng nha, đeo nhiều khi còn kháo với cái nó tóm gọn lại đeo cái tai mà vẫn cứ á, là cái nhỏ nhuyễn ra đeo thôi còn bình thường không. Thầy cái ông Dược Vượng á, một ngày em thu nhập mấy tỷ, còn cái thầy bữa giờ mở kinh doanh buôn bán một ngày thầy thu được bao nhiêu thầy? Thấy à, Dạ. một ngày cũng được mười lắm 20 ngàn, Việt Nam đồng hay là 20 tỷ, 15-20 ngàn tỷ thầy? Gì Một ngày thu nhập được 15-20 ngàn tiền Việt Nam đồng hay là tiền tỷ? gì Thầy buôn bán đó, một ngày cái lời của thầy được bao nhiêu?
ngày hả? Không có nó trong gọn bán vui vui chứ không có làm. Tại cái trao cái hũ lớn á nó 16.000 mà thầy bán 15. Lý do là thầy khuyến mãi để cho họ mua đi mốt quen rồi thì mình bán đúng giá, nó tóm gọn là họ ăn ngon được. Công ty đó bỏ họ làm ngon á, này là mình mua giờ mình có quyền chê. Tại họ bỏ cho thầy rồi mình ăn mình đánh giá cái nào ngon, công ty nào ngon. Cái thầy lấy bao cũng loại, ngon thì mình bán được thì mình lấy. Còn muốn nó bán thì mình công ty nào vừa rẻ vừa ngon hoặc là vừa mắc mà ngon thì mình lấy cái đó mình báo mắc một chút, còn cái nào rẻ thì mình có thể bán nó tóm gọn cũng khăn bằng lấy hai ba loại thì cái nào họ ăn thấy ngon thì họ mua nữa là mình thấy Nhiều đâu cô chú anh chị cứ thắc mắc không biết sao mà thầy ăn mặn mà sao thầy bán đồ chay. thì đồ chay đa số là họ làm bằng con đĩa nè, rồi bằng axit nè, rồi bằng cu su non nè, ăn vô đựng cho nó thơm gọn với giống như rau cải hồi sẽ thuốc đầy cái chưa đầy 5 số ngày cái là ăn vô bị ngộ độc thì tôi nó thơm gọn. Đa số người ăn chay dễ chết nhiều với vậy ngộ độc nhiều thì do cũng vậy là tôi dụ cho tụi bay ăn chết sớm. Đó giờ mày nói đi chợ mày cũng ham nè, đồ ngon đồ rẻ tao nói giờ đất nhà mày có vườn sao mày không trồng, mày ăn ở đâu bệnh, còn mày ra chợ toàn là nó tóm gọn không nói xịt thuốc không chứ quá chắc không. Thầy nói nhà mà đất rộng trồng nuôi gà nuôi heo đi ăn cũng bệnh mà mua hoài cũng bị cái gì phải không, cũng bị chích thuốc nè, cũng bị động vật á nó cũng cho ăn thực phẩm mau lớn nè, rồi nhiều cái cũng tàn là điều quá chắc hết, ăn cũng chết. Ai nói không riêng mặn mà chay đều bị ngộ độc hết nếu mà ăn không cẩn thận. Ăn gì phải hợp vệ sinh nữa là ha. Thầy xưa thầy ăn chay thầy thích không thầy? Thầy hồi nhỏ nó không còn hối hận thầy mới ăn mặn, là tại đạo Phật thầy đi các nước rồi, nước nào tạc chùa nào cũng ăn mặn, và cả thế giới nước nào ở Ấn Độ cho đến Campuchia, Thái Lan, Myanmar không có chùa nào ăn chay luôn, chùa nào ta cũng vẫn ăn mặn bình thường. Thì thầy mới tìm hiểu hỏi gì giáo lý cho Phật, thầy ta nói là đạo Phật là ăn tam tịnh nhục cho gì ăn đó, thì thầy mới thấy giáo lý là quá chuẩn và đúng nên thầy mới tập ăn mặn lại. Nên thầy nói người những người ăn chay đều ngã mạn và đều sân si, và ăn chay chưa hiểu biết cứ nghĩ ăn chay là cao cả. Thầy nói ăn chay có ai thành Phật chưa, rồi ăn chay có thanh tịnh chưa, rồi ăn chay có hung hăng không, rồi ăn chay có bỏ chồng, người nào ăn chay là ngày đó ví dụ một ngày ăn chay là tối nay ngủ không được ngủ chung với chồng, lấy cái gối ngủ giường riêng. Còn nếu ăn chay trường thì không lấy chồng, ở giá, diệt dục. Ăn chay là gì? Là không dâm dục, không quan hệ nam và nữ, nó gọi là diệt dục và ăn chay. Còn ăn chay là gì? Giờ quan hệ nhau là có máu rồi, qua lợi nhau nam với nữ là giao phối nhau là dâm dục rồi, là ăn chay làm gì? Nè vợ chồng nói bữa nay tôi ăn chay mà tối vợ chồng vẫn ngủ với nhau là không có giá trị, bữa đó ăn chay không thành công, ban ngày ăn chay tối ngứa rồi ngứa gãi rồi thầy ăn chay nói ngồi ngứa quá chịu không nổi có kỳ dẹp chay chay mẹ gì vậy nè mô Phật mà cái đó có giữ được không? Này, nói nhạy cảm quá. Nói như giờ con nói đi, giờ trong cuộc sống nè. Giờ mình phải biết. Giờ người ta muốn biết mình phải biết người ta trước, mà mình muốn làm cử chỉ đẹp mình phải làm sao đẹp đi, mà mình muốn sống với nhau qua lại tốt thì mình phải sao sống sao phải tốt với nhau đi, mà trong cuộc sống mình sống ích kỷ nhau nè,
mượn gì hoặc nhờ cái tôi làm biếng, tôi mất công bạo công chuyện mà, hoặc là giúp đỡ chút nữa thôi, bữa nay tôi không có giúp được, tôi bắt bận, nhưng mà ngồi xong trai quẩn ngủ. Ở giờ cái ví dụ giờ mình mượn mình cái tới chừng mà mình trốn quẩn mình mượn lại không cho, thì thầy nói những cái cử chỉ đơn giản vậy thì thầy mình có qua lại được nữa hay không? Thì thầy nói trong cuộc sống sống có qua có lợi. Giờ thầy đặc biệt nữa nè, giờ đi đến chùa hay đến nhà mình đi, nhiều người xấu giá bộ vô con chơi mình không quen biết vô chơi đi, đặc biệt là những cái chùa đi là nơi là bá tánh đến với mấy cái cơ quan đến làm giấy tờ nè, với mấy cái chỗ mà nó túng gọn là nơi tập trung đông người như là chợ búa, quán ăn, chùa hoặc là những cái khu công cộng đi, cái hành cấp đi, ví dụ giờ đông người không lấy, nó cũng dùng cái mé gia bộ quên túi sách, quên cái gì đó, nó muốn lấy gì nhưng mà lúc đó nó không lấy được, nhưng mà có xe sẵn ngoài đó rồi, ở đầu nó bỏ vô cái lúc mà nó quên đi, vô lấy sẵn kìa, lấy bỏ cái chạy luôn. Thầy nói là cái cơ mấy người lừa đảo hay giả bộ kiếm chuyện là sạc điện thoại của người khác, giả bộ để đó để nguyên á, ta có sạc nữa để lát là nó lấy liền, nhưng mà giả bộ để gì đó cái đi xác quanh lại lấy cái sẵn cái đó, nó vớt điện thoại, vớt những vật gì quý giá, nó sẽ trực tiếp là nó sẽ đi luôn. Rồi giờ tao báo cáo với tụi bay nha, đứa nào quên cái cây quay, quên cái điện thoại, quên cái nón, quên mắt kiến, một là tao tịch thu lấy luôn, hai là tao dục sọt rác, dù có đồ tốt tao cũng dục và sọt rác luôn, ra ngoài sọt rác lục không có là họ chơm rồi. Mình thầy tao nói là giờ quên thì 5 phút đến nửa tiếng mày lại quanh liền, ví dụ mày đi tới đâu á mày nhớ mày quanh lại liền lấy đi thì vẫn ở đó, nhưng mà lát có người khách, ví dụ như mày vừa đi khách kia cũng vừa vô lát nó cũng lấy. Thứ hai nữa là hoặc bắt đi khăn, cứ như mắt kính này tao hỏi mày hàng ngày mày đi đâu cũng phải có mắt kính mày mới thấy, mà tại sao giờ mày không có đeo là mày biết là nó nhẹ rồi. Rồi người già nó nói cái cây gậy là chống mà đi hàng ngày, hôm giờ mà vừa bỏ cái gậy mà đứng lên quên cây gậy, tao nói sao quên được. Rồi cái điện thoại mình từ khi rớt, chứ tao nói lúc nào mình khi mình nghe điện là bỏ vô túi liền, từ khi nhà mình với phòng riêng mới dám để, chứ còn giờ lúc nào bị đau làm gì cũng phải điện thoại mình bỏ túi cho để bàn làm gì. Rồi kế tiếp nữa tao nói cái nón, thứ nhất giả bộ quên nón bảo hiểm, quên nón đeo, tao nói cái đó mình đeo hàng ngày xong giờ quên, nhưng này nãy đeo 24 vô chùa tao cũng sợ dột, khi nào cũng đeo thì tao nói làm gì mới mắc cái nó này mới mua lẻ này mới mua lẻ chiều luôn. Tao cầu mong cái gì tao nói gì mày mắc hết nè, hằng nãy quay phim bữa quên cái cây tao không kêu nó có để cho tao xài luôn mà ngu thiệt. Lúc đó tao nói là thầy quê, giữ cho con với thầy rồi vợ thầy, có giữ thầy đâu có lấy đồ Phật tử. Tao hỏi mày có cái cây gì ba chân mày cho tao là đâu rồi, có đâu, không có cây gì đâu, mà tao nhớ có cái cây gì là cây nó bán nè, thấy không? Tao nói mày, tao xin mày không cho, mày bán chị muốn hô vào bán 5 triệu thấy không, thằng này thấy không được rồi mày ơi, bán 5 triệu tao xin thì không cho thầy, còn để quên mắt cái ra không tiếc thầy, bán 5 triệu để mua cây này, cây này 6 triệu, cây đó trời ơi, tao nói cây đó giờ mua có 50-60 ngàn, cây này 16 triệu, bộ vô triệu 60 ngàn, cây kia bằng thép bán 5 triệu. Chùa thì dột hay sao nó trời nóng. Thì khi dễ chùa ta không có nắp mày. Bụi cắn. Thôi thêm để nè, dưới chân nè ta thấy nè. Tao có mang vớ mình giày đâu. Mũi trên ta để nè. Mũi thầy nuôi thì đâu cắn thầy đâu. Không cắn.